Ở đây có một cái này. Tôn và lưỡi con ai
củ to lắm đây này. Đấy. Anh đào đi. Rửa anh à? Ngon. Ừ. Ngon. À. Ừ. 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 Đây đó. Ui, cái này chết tí nhá, tôi điền đi. Tôi không ăn tê được. Tôi không ăn tê được. Nó non tí, nó già quá. Ở đây nhiều mang thế, thế mà ở dưới nhưng mà như kì mà chưa phải có ấy. To mà lúc này mình tìm dưới kia bé tí là tí về lâu rồi. Thì nhà mình làm cái món thịt nồi ở đây này. Đây là đây kìa. Ừ. Tiếp xem đây kìa. Ừ, đèn hết đây rồi. Okay, thôi nè. Đây.
cái này là ít em mang về đi. Em làm người mang nhé. Em đi đi bán nhé. Đây bộ này. Nặng không? Anh về nhá. Anh đi bán
Thank you.
chỗ này nè, ngồi à, cái cặp đấy. Mẹ lại chỗ về à? Con. Mẹ chỗ đi chơi bán mang mà. Gì đấy? Mặc quần. Chín rồi, ra rồi. Em đi rửa cho tay thay quần áo đã. Vâng. Anh làm đi, em đi tắm tí nhé. Ăn miếng nhé. Ui da, nó to. Ăn không? Mệt. Muốn đi ăn cơ, không cần. Chăng. Chín chưa? Chín rồi. Ui, ngon nhỉ. Đâu lấy bát đây. Đưa đây. Ăn đi. Đây có một cái bát đây. Cơm. Đuôi chưa? Đi rồi. Đây cái bánh. Món thật đấy nhỉ. Ăn đâu. Ăn này to nhá. Cơm. Vào đây, ngon lắm. Em đi. Ừ. Cho anh cơm mì to to nhá. Để ăn đi. To quá. Không ăn được. Ê. Thì nhé. Ăn đi. Ngon rồi đấy. Con mai làm tiết nè. Ăn tiết to. Chú ăn đắng không ạ? Không. Không ngon nhỉ? À một miếng này. Ăn to rồi. Ngon. Đã ớt nó ngon mà. Dáng mà không dáng nhỉ? Không dáng.
mà đó, mà lo lắng không.